kết nối với đầu cầu Bệnh viện Trung ương, Đa khoa Trung ương Quảng Nam ạ. Vẫn chưa có trình bày bệnh án à? À đây, xin mời các bạn. Kính thưa quý thầy cô ở Bệnh viện Tim Hà Nội và quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình, sau đây em xin trình bày bệnh án. Hành chính 1, tuổi 74, giới nam, ngày vào viện 30 tháng 6 2022, lý do vào viện đau tê teo cơ chân trái. Tiền sử bản thân và gia đình chưa phát hiện bệnh lý gì đặc biệt. Bệnh sử bệnh khởi phát cách nhập viện 4 tháng với vết thương khoảng 1 cm ở ngón năm bàn chân trái sau tai nạn sinh hoạt. Bệnh nhân có tự mua thuốc không rõ về bôi nhưng vết thương không lành. Sau đó bệnh nhân thấy tê bàn chân, teo cơ vùng đùi, cẳng chân trái nên vào viện. Khám bệnh, toàn thân bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, thể trạng trung bình, huyết động ổn, không xuất huyết dưới da, phù nhẹ bàn chân trái, đau tê, cảm giác châm chích bàn chân, cẳng chân trái, teo cơ vùng đùi, cẳng chân trái, động mạch đùi hai bên bắc yếu, bên trái yếu hơn bên phải, động mạch khoeo, động mạch chạy trước, chạy sau bên trái không bắt được, động mạch khoeo bên phải bắt được, động mạch chạy trước, chạy sau bên phải không bắt được. Các cơ quan về tim mạch thì tim nhịp đều, không nghe tiếng tim bệnh lý, hô hấp, phổi không nghe rang, tiêu hóa bụng mềm, gan lách không lớn. Các cơ quan tiết niệu tiểu thường, nước tiểu vàng trong, cơ xương khớp thì teo cơ vùng đùi, cẳng chân bên trái, trương lực cơ bình thường, cơ lực 4/5, trương lực cơ, cơ lực chân phải bình thường. Chẩn đoán sơ bộ, theo dõi tắc động mạch chi dưới trái, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng vết thương ngón năm bàn chân trái. Các chỉ định cận lâm sàng. Đây là kết quả huyết học. Chức năng đông máu. Kết quả sinh hóa. Kết quả điện tim thì có nhịp son trục trung gian tần số 103 lần trên phút. Điện cơ giảm dẫn truyền vận động thần kinh mát bên trái, giảm dẫn truyền cảm giác thần kinh chài hai bên, siêu âm tim có vân tim mềm mại di động tốt, chức năng tâm thu thất trái bảo tồn EF 72%. Siêu âm phần mềm bằng chân trái thì phù nề, tụ dịch, mô mềm khớp bàn ngón chân trái. Siêu âm Doppler động mạch chi dưới bên trái hẹp lòng khoảng 90% động mạch chậu chung bên trái ngay vị trí chia đôi, nhiều mảng xơ vữa huyết khối gây tắc hoàn toàn dòng chảy 1/3 dưới động mạch đùi nông bên trái, động mạch khoeo trái tái lập dòng chảy yếu nhà tuần hoàn bằng hệ, nhiều mảng xơ vữa gây tắc hoàn toàn dòng chảy động mạch chạy trước chạy sau, động mạch mát bên trái ngay vị trí xuất phát, bên phải hẹp 7 đến 80% động mạch chậu chung bên phải ngay vị trí xuất phát, hẹp lòng 80% động mạch đùi chung hai bên phải, hẹp 80-90% đoạn 1/3 giữa động mạch đùi nông bên phải, động mạch khoeo không có mảng xơ vữa huyết khối, tốc độ dòng chảy bình thường, tắc hoàn toàn dòng chảy 1/3 dưới động mạch chài trước bên phải 2/3 trên, hẹp lan tỏa nhiều đoạn 80-90%, tắc hoàn toàn dòng chảy đoạn 2/3 dưới động mạch chài sau bên phải 1/3 trên, hẹp lan tỏa 60-70%, tắc hoàn toàn dòng chảy 2/3 dưới động mạch mát bên phải 1/3 trên, hẹp 80-90%. Đây là kết quả chụp động mạch chi dưới. Ban đầu thì bạn em đi qua Teramo 0.035 đi lên động mạch chậu chung phải, đi lên động mạch chủ bụng, còn xong JR 6S thì không đi lên được, đi đến đoạn giữa của động mạch chậu chung bên phải rồi.
Sau đó thì bọn em nong bóng 6.0 150 mm tại sân thương động mạch chậu trung bên phải, áp lực 2 atmosphere trong vòng 10 phút. Sau đó bọn em chụp lại thì thấy tắc hoàn toàn động mạch chậu trung bên trái từ vị trí xuất phát. Tổn thương có nhiều vôi hóa. Sau đó bọn em đi qua Ronru NS, đi qua động mạch, đi qua sân thương ở động mạch chậu trung bên trái, nong bóng 3.0 15 tại sân thương, áp lực 16 atmosphere, nong khoảng 2 lần. Sau đó thì bạn em nong bóng phụ thuốc 6.0 80 tại sân thương động mạch chậu trung trái, áp lực 2 atmosphere. Sau năm thì chụp lại thấy dòng chảy tốt, không có huyết khối. Tổng thời gian can thiệp thì khoảng 4 tiếng, sau đó thì bệnh nhân không chịu nổi nữa nên là bọn em quyết định là dừng thủ thuật và sẽ can thiệp thì hai. Chẩn đoán xác định bệnh chính tắc động mạch chi dưới hai bên màng tính, bệnh kèm đái tháo đường tiếp 2, biến chứng nhiễm trùng vết thương ngón năm bàn chân trái, teo cơ đùi cẳng chân trái. Xử trí thì từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, phù nhẹ bàn chân trái, vết thương loét, chảy dịch khoảng 1 cm ngón năm bàn chân trái, teo cơ vùng đùi cẳng chân trái. Động mạch đùi hai bên bắt yếu, động mạch khoeo, động mạch mu chân chạy sau hai bên trái không bắt được, huyết động ổn. Mà em có dùng kháng sinh aspirin 81 mg ngày 1 viên, silostazone 100 mg ngày 2 viên, pantoprazole 40 mg ngày 1 viên, atorvastatin 20 mg ngày 1 viên, vitamin 3B ngày 2 viên, diamicron 60 mg ngày 1 viên. Sau can thiệp thì cẳng chân trái hồng hào hơn, đã lạnh, đã cảm giác chân châm chích ở đùi và cẳng chân hơn. Có dùng là Lovenox 4.000 đơn vị nhân 2 bơm 8 giờ 20 giờ, dùng kháng sinh aspirin, Plavix và các thuốc còn lại như cũ. Câu hỏi xin ý kiến hội chẩn là trong trường hợp này thì có cần đặt stent động mạch chậu trung bên bên trái ngay sau khi nong bóng hay không? Câu thứ hai là đối với tổn thương vôi hóa như trường hợp này thì nong bóng phủ thuốc hay là đặt stent thì có lợi hơn? Câu thứ ba là hướng xử trí tiếp theo trên bệnh nhân này và về mặt điều trị nội khoa thì nên dùng aspirin và Plavix hay là dùng aspirin hoặc Plavix kết hợp với silostazone sau khi mà nong bóng trên bệnh nhân này? Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn đồng nghiệp ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Bây giờ thì tôi xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Công Hà, trưởng đơn nguyên can thiệp tim mạch cơ sở 2 Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ trả lời cho các bạn. Vâng ạ. Kính thưa ban giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, kính thưa các anh chị, các đầu cầu
Vâng, bệnh viện Quảng Nam này trình bày một cái bệnh án của một bệnh nhân rất là hay, tương đối phức tạp, tổn thương toàn bộ mạch chi dưới hai bên, tổn thương dài lan tỏa từ đùi chậu đến bàn chân, với một cái kết quả làm rất là tốt. Sau làm thì bệnh nhân cải thiện, kỹ thuật cũng tương đối khó. Rất là chúc mừng, trước tiên là chúc mừng bệnh viện Quảng Nam, Trung ương Quảng Nam. Vâng, chúng ta đi vào câu hỏi luôn, ngắn gọn luôn. Thì một câu hỏi thứ nhất là có nên đặt cái stent động mạch chậu bên phải hay không? Thì bên phải trước. Thì chân bên phải có triệu chứng không em ơi? Dạ không ạ, bệnh nhân vẫn không có triệu chứng bên phải. À, thế em nong cái chỗ hẹp chín hẹp khít ở bên phải, chậu bên phải mục đích là để làm gì? Dạ thật ra là lúc đầu bọn em đi đi cái sông lên không được hả? Sau đó bọn em chỉ đi cái quai 0.035, sau đó bọn em nong bóng xong rồi mới đi xong được thôi. À thế là mục đích để mở cái đường để can thiệp cái bên trái phải không? Dạ, đúng rồi. Vâng. Thì về nguyên tắc chung trong điều trị bệnh động mạch chi dưới thì chúng ta chủ yếu là mục đích nền tảng nhất là điều trị triệu chứng. Thì bên phải không có triệu chứng thì cũng nên cân nhắc. Nhưng mà nhân này với bởi vì tổn thương phức tạp hai bên thì chúng ta lựa chọn đi đi đường vào bằng đùi bên phải, thì chúng ta sẽ mở đường để can thiệp bên trái, thì đây là một lựa chọn tốt. Hoặc là chúng ta có thể đi từ trên xuống dưới, đi bằng động mạch cánh tay mình đi xuống thì mình có thể can thiệp được. Thì đây là một cái hướng mở đường đùi vào bên phải rất là hay. Thì câu hỏi đầu tiên là khi nong xong rồi thì chúng ta có nên đặt stent hay không? Thì thấy kết quả nong thì tương đối tốt, không thấy tách nhiều, không thấy cản trở dòng chảy thì chúng ta có thể chấp nhận với kết quả nong bóng cũng được. Với tổn thương chậu thì khuyến cáo rất là mạnh về đặt stent, thì chúng ta có thể lựa chọn một là dừng ngay ở chuyện nong bóng, hai là có thể đặt stent vào động mạch chậu gốc này cũng được, kết quả thì cũng tương đương, và nếu mà đặt stent thì có thể giảm tỷ lệ tái hẹp hơn, giảm tỷ lệ động mạch cấp hơn. Thì nếu mà thuận lợi thì chúng ta có thể đặt stent luôn cũng được. Nhưng đặt stent luôn thì chúng ta rất là khó khăn, có thể khi đưa các dụng cụ đi qua đấy để can thiệp bên trái thì nó khó khăn hơn. Đấy. Câu hỏi thứ hai nữa là thì câu hỏi thứ hai thì nếu chúng ta với những cái tổn thương vôi hóa thì vai trò của stent bóng phủ thuốc hoặc stent này chưa được chứng minh rõ ràng, nhưng với những cái tổn thương vôi hóa chúng ta có thể dùng như bóng áp lực cao như các bạn đã làm, hoặc là dùng cutting balloon hoặc là score balloon, hoặc là một giải pháp rất là tốt nữa nếu mà tổn thương dài phức tạp vôi hóa thì phẫu thuật là một lựa chọn tối ưu. Đấy là những cái hướng để điều trị các cái tổn thương vôi hóa nặng mà chúng ta không can thiệp được, gặp can thiệp khó khăn và kết quả can thiệp về dài cũng rất là hạn chế so với phẫu thuật. Những cái tổn thương dài vôi hóa thì chúng ta lựa chọn là phẫu thuật. Ngoài các thủ thuật can thiệp qua da như cutting balloon, score balloon hay là đấy, như vậy. Còn cái vai trò của bóng phủ thuốc hoặc là stent thì vai chưa được chứng minh ở những cái tổn thương vôi hóa nặng. Đấy, làm rõ. Và một câu hỏi cuối cùng là hướng điều trị của bệnh nhân này tiếp theo thì như nào? Thì một là trước mắt sớm thì chúng ta cái xử lý cái bần chân, chăm sóc bần chân thật tốt bằng điều trị nội khoa, kháng sinh, thay băng, dẫn lưu, và
hoặc có thể kết hợp với vấn ngoại khoa nữa để chăm sóc bàn chân thật tốt, thật tốt. Thứ hai là điều trị các yếu tố nguy cơ rất là quan trọng, nền tảng trong điều trị của bệnh động mạch chi dưới. Như bệnh nhân này có đái tháo đường, mình điều trị là đái tháo đường thật tốt, huyết áp. Bệnh nhân này huyết áp tương đối bình thường, nhưng có thể dùng các thuốc như thuốc mỡ máu điều trị các yếu tố nguy cơ. Bệnh nhân có hút thuốc hay không, mình bỏ thuốc và yếu tố vận động nữa. Đây là điều trị các yếu tố nguy cơ và điều trị nội khoa là một nền tảng trong bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới. Về dài hạn nữa, mình theo dõi bệnh nhân này sau khi can thiệp thì mình theo dõi, nếu mà kết quả tốt, vết thương lành, bệnh nhân đi lại được, các triệu chứng giới hạn, có thể triệu chứng thiếu máu nặng không tầm trọng lắm, mình có thể chấp nhận bệnh nhân triệu chứng nhẹ đau cách hồi. Với bệnh nhân này tổn thương nặng này, mình với bệnh nhân 74 tuổi nữa thì mình có thể chấp nhận các cái triệu chứng nhẹ. Nếu mà triệu chứng không tiến triển nhiều thì mình có thể đưa ra chiến lược điều trị tiếp theo, mình sẽ can thiệp, có thể can thiệp ở tầng dưới gối, bởi vì bệnh nhân này tầng dưới gối tổn thương rất là nặng, gần như là tắc ba mạch, chảy trước chảy sau động mạch mạc, mình có thể đưa ra chiến lược can thiệp mạch nào nó thuận lợi nhất, tổn thương ngắn nhất thì mình có thể can thiệp nong hoặc là nong bóng phủ thuốc ở những cái tầng dưới gối. Còn tầng dưới gối thì không được khuyến cáo điều trị bằng stent. Và trong phổi, và một cái vai trò nữa thì mình có thể hội chẩn với ngoại khoa bắc cầu nối, những cái tổn thương dài chậu đùi này thì vai trò ngoại khoa cũng rất là lớn. Khi mình nhất là những trường hợp mình can thiệp thất bại. Thì đây là những cái ý kiến của bên một cái ý nữa, bên cầu Đà Nẵng có hỏi thì dùng thuốc chống đông máu như nào, ức chế tiểu cầu như nào. Thì mình trước tiên sau bệnh nhân can thiệp thì mình sẽ dùng ức chế tiểu cầu kép có thể trong vòng 3 đến 6 tháng tùy theo yếu tố nguy cơ chảy máu, mình có thể dùng, sau đó dùng một loại và có thể kết hợp với Rotrezone nữa. Đây là thuốc làm tăng tuần hoàn ở chi dưới, làm cho đỡ triệu chứng ở những bệnh nhân này và cùng có tác dụng ức chế tiểu cầu. Thì mình có thể chọn 3 hoặc 2 thôi, kết hợp 2. Và để phòng yếu tố chảy máu thì chúng ta có thể kết hợp dùng với ức chế bơm proton, tác dụng trên ức chế dịch dày để giảm tác dụng phụ gây chảy máu trên dạ dày. Xin hết. Cảm ơn thầy sĩ Nguyễn Công Hà. Xin mời các ý kiến đóng góp thêm. Bác sĩ Văn. Trước tiên thì em có ý kiến một chút ạ. Trước tiên thì em hoàn toàn tán thành với lại ý kiến của tiến sĩ Hà đấy ạ. Thế thì nhưng mà để nó dễ nhớ hơn ấy thì em có nhắc lại một chút. Mạch chi dưới chúng ta nhớ là chia thành 3 tầng: tầng chậu, tầng đùi và tầng dưới gối. Tầng chậu là toàn bộ cái gì từ chậu, chỗ chia chạc ba ấy, cho đến chỗ cung đùi. Tầng đùi thì chia từ cung đùi đến một khoeo, còn tầng dưới gối từ dưới khoeo trở xuống. Tại sao chúng ta phải chia như vậy? Bởi ba vùng như vậy cái cách điều trị nó khác nhau. Đối với tầng chậu ấy thì người ta ưu tiên đặt stent hơn là đá bóng. Vì tại sao như vậy? Chúng ta thấy là tầng chậu nó dễ rất nong, rất dễ bóc tách. Và như vậy thì bắt buộc chúng ta đặt stent, mà kết quả đặt stent tất cả nghiên cứu là chứng minh là rất tốt. Không có tay gần như không có tay hẹp. Đấy, còn tầng đùi thì khác ạ. Tầng đùi thì chính vì thế người ta ở tầng chậu người ta là ưu tiên đặt stent. Đấy, không ít nong bóng của thuốc. Vì sao? Các bạn nhìn thấy là không bao giờ có bóng của thuốc to. Đùi chậu thông thường là kích thước khoảng 8-9 mm, thì không bao giờ có bóng của thuốc nào. Các bạn thấy là trên thị trường có tối đa là 6-7 mm thôi, không có bóng to, bởi vì chậu ấy ưu tiên đặt ten. Thế còn đùi sao ạ? Đùi ngược lại, bởi vì cái cấu tạo giải phẫu nó bị tác động cơ học bên ngoài, ta đi lại ta va chạm, cộng với tổn thương dài nó rất là dài, cho nên ưu tiên đặt nó nong bóng trước. Nếu nong bóng bất thường không thành công, nong tách, dòng chảy lóc tách, cản trở dòng chảy thì với ta đặt ten. Đấy là tầng đùi.
Thế còn tầng gối thì sao? Tầng gối thì chỉ có đặt nóng bóng thôi ạ. Thế nóng bóng thì bây giờ có thể đóng thuốc hoặc bóng thường thì tùy. Đó là cái đặc điểm giải phẫu, do cái tính chất của nó và cách kiểu nghiên cứu người ta thấy là như vậy. Thế còn đối với các bạn đấy là cái hướng dẫn chung. Thế còn cái điều trị á, thì trường hợp này ngoài điều trị tại chỗ tái thông ra ấy, tái thông tầng trên, tầng chậu, tầng đùi, tầng dưới gối nữa, thì các bạn phải chú ý đến điều trị toàn thân. Ví dụ như kiểm soát tốt đáy đường, kiểm soát tốt huyết áp. Các trong trường hợp này vừa đáy đường vừa tổn thương mạch như này, có bắt buộc các bạn phải đưa xuống NDN xuống dưới 1,4 mmmmol, thậm chí đưa xuống 1 mmmmol. Càng đẻ cao nguy cơ tai hẹp, càng nguy cơ biến chứng thiên mạch càng cao. Đấy. Còn cái chống đông thì bác sĩ Hà cũng nói rồi. Thực ra đối với nong bóng thông thường ấy, tôi nhắc lại thôi ạ. Nong bóng thông thường thì chúng ta chỉ cần đơn trị liệu thôi ạ, và kéo dài. Còn nếu đặt ten thì kép ở cửa bắc 1 tháng, sau đó đơn trị liệu. Thế gần đây có nghiên cứu rất là lớn ấy, chắc là gần đây nó sẽ cách nghiên cứu là nó sẽ đổi guideline gần tới này. Đó là gì? Đối với mạch ngoại biên mà tổn thương từ 50% trở lên, điều trị Salanto 2,5 mg nhân 2 viên một ngày, cái Givazoxaban đấy ạ, cộng với aspirin, thì so với nhóm aspirin đơn thuần hoặc so với clopidogrel đơn thuần thì rõ ràng cái nhóm cái Salanto 2,5 2 viên một ngày cộng aspirin ấy thì giảm được cái biến cố tim mạch, cái biến cố tim mạch nhá là chính, so hơn, tốt hơn so với lại dùng aspirin đơn thuần hoặc clopidogrel đơn thuần. Chắc là gần thời gian tới thì họ sẽ thay đổi cái line. Rồi, một cái nghiên cứu rất là lớn ra. Thế còn nữa là cái trường hợp mà tổn thương mạch ngoại biên rộng như này thì các bạn nên khảo sát thêm cái động mạch vành và động mạch cảnh. Thông thường hai cái là tương quan với nhau thì các bạn nên khảo sát thêm đấy ạ. Hết ý kiến ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hoàng Văn. Các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Dạ, em cảm ơn ạ. Các bạn đã rõ cái bước tiếp theo của cái can thiệp bệnh nhân này chưa? Dạ rồi ạ. Vâng, hy vọng là các bạn sẽ, tôi nghĩ là cái vết thương ở chân ấy, dù bên chân trái ấy, dù cái chi nó có cải thiện nhưng mà dù sao cái tắc của động mạch 1 phần ra dưới của động mạch đùi bên trái cũng như tắc rất nhiều cái mạch của ba cái thân mạch ở cẳng chân bên trái thì nó rất là khó giải quyết đấy. Nhưng mà bạn vẫn phải cố gắng làm, nếu không thì cái vết thương nó càng ngày nó càng lan rộng ra và rất là khó xử lý đấy. Nó sẽ vì nó nuôi dưỡng nó kém mà. Cho nên là bạn vẫn cứ phải can thiệp để làm sao mà sau đấy thì chúng ta sẽ kết hợp các cái tổng hợp các biện pháp điều trị thì hy vọng mới giữ được cái ngón chân bên đó cho bệnh nhân. Vâng, xin cảm ơn bạn. Bây giờ thì các đồng nghiệp khác có câu hỏi gì không ạ? Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang bệnh án thứ hai. Xin mời kết nối với Bệnh viện Đa khoa